Giới thiệu nhanh về cặp micro mix xịn này ha, mix tần số F ha. Thì cái tần số nó là số 60 đến 827 MHz ha, phân nhôm này. Coi chưa? Rồi, thì cái đây là loại đầu thu tốt này. Quay cái đầu thu bên trong cho các anh em xem ha. Ok chưa? Rồi, tiếp tục ha. Tục bên trong là phân mix nè, nó có hai nút, nút set tần số và nút chỉnh âm lượng. Đây, set tần số và chỉnh âm lượng. Đây. Bật power lên này. Nè, chỉnh âm lượng cho coi nè. Ha. Nó có từ mức 1 có tới mức 9 nè, tăng lên 1 tới mức 9. Ok chưa? Rồi. Ok chưa? Đây đang test trên cái mạch chống hú nè ha. Đây. Máy test trên mạch chống hú MD9840 này ha. Livestream nè. Nếu như mà không có chống hú là đứt loa test này. Hú quá mạnh ha. Đây mạch thô của bộ micro nè. Em lưu ý ha, mạch thu nè. À, chi tiết cận cảnh. Ok, mình sẽ tiến hành test chất âm cho các anh em xem ha. Đây, mình đang tăng volume hết cỡ luôn ha, tăng volume hết cỡ ra kết hợp chỉnh chỉnh này xuống mức 6 thôi. Mình ngồi quá gần ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9. Đó, thì cái mạch này nó có chỉnh mid bass, mid treble ha. Thì cái tiếng chép á, tiếng mid á, đòi hỏi nó phải trong như thế, dày như thế ha. Trong trẻo như thế, ca nó mới tuyệt vời được ha. Đây. Thì ở đây mình đã giới thiệu xong bộ micro và cũng đồng thời là test trên cái mạch chống hú cho các anh em xem ha. Ok chưa? Mà xét tần số thì dễ thôi, mình chỉ thôi. Mình đóng cái loa này lại ha. Nè, nhấn giữ nè. Ha, nhấn giữ vô vô chế độ chỉnh tần số. Ok chưa? Thay đổi. Trở lại ha. Đây ha, tăng tần số, tăng chỉnh điều chỉnh cái tần số này. Rồi mình muốn tần số bao nhiêu thì mình để tự lót vô ha. Ha, tự lót. Xong rồi đó, tần số mới rồi ha. Rồi có báo dung lượng pin nè. Dung lượng pin. Ok chưa? Mình thử lần nữa tiếng tiếng micro cho các anh em xem nó hay mức độ này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9. Alo, 1, 2. Đó, mình test lo rời nha. Đây, mình test lo rời nha. Mà nó đạt được đến cái chất âm đó thì các anh em tự hiểu là khi mình bỏ vô thùng, tiếng nó rất tốt ha. Tốt cái nào. Rồi, kết thúc video này.